Ken, chú voi con. La 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 la. Chào các bạn, hôm nay bạn khỏe không? Mình là Ken, chú voi con. Hôm nay chúng ta sẽ học số bằng cách sử dụng đồng hồ có nhiều hình dạng. Ồ, nghe hay quá, các bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, đây là những hình dạng có số trong đó. Bây giờ đi theo mũi tên màu xanh. Nó chỉ số gì vậy? Số 5? Không, không phải số 5. Hay là số 12? Không, nó nằm ngay giữa trên. Vậy thì số 1? Đúng rồi, và nó là một hình bình hành. Đó là tên của hình dạng ở vị trí số 1. One. Woohoo. Tuyệt vời. Tớ yêu số 1 này. Tu 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 tu. Hi hi. Tiếp theo là gì? Số 4. Không. Có phải số 2 không? Đúng vậy. Và nó có hình dạng gì? Nó là hình thoi. Số 2. Two. Woohoo. Nó đây rồi. Hi hi. Được rồi. Số tiếp theo là số 3. Chính xác. Nó là hình tam giác. Số 3, 3. Tớ yêu số 3. Tớ yêu. Mình thích số 3. Được rồi, số tiếp theo. Số 10, không phải. Nó phải là số 4. Đúng rồi. 3 rồi đến 4. Và nó có hình dạng gì? 4. Nó là hình chữ nhật. Hoàn toàn khớp. Phải. Bạn đang làm rất tốt, làm tốt lắm. Tiếp tục thôi. Nó là số 5. Và nó có hình dạng gì? Phải, số 5 có 5 cạnh. Nó được gọi là hình ngũ giác tuyệt vời. Xem nè, mình cân bằng được nè. Số tiếp theo là gì? Số 7 hả? Không. Vậy thì số 6. Yay! Số 6, 6 nằm ngay cạnh phía dưới của đồng hồ và nó có hình oval. Tuyệt vời. Nó giống quả trứng đúng không? Tiếp theo là gì? Số 7 ngay sau số 6. Đúng vậy. 7. Số 7 có 6 cạnh và nó tên là hình lục giác. Yeah. Hình này thú vị đây. Số 8 là hình dấu cộng. Số 8 là hình dấu cộng lớn cho mình. Bây giờ chúng ta đã biết đây không phải là hình vuông. Có phải số 9 không? Dĩ nhiên, nó là nai, số 9. Số 8 rồi đến số 9. Và hình dạng của nó là ngôi sao. Giống như bạn. Bạn chính là siêu sao. Số 10. Dĩ nhiên, mình cực kỳ thích Ken số 10 vì nó là hình trái tim. Hình trái tim. Trái tim nè. Tiếp theo là số 11. Đúng vậy. Và bạn biết nó có hình gì không? 11, số 11. Nó là hình vuông. Giỏi lắm. Chỉ còn một số nữa thôi. Số 12 ngay phía trên đầu và nó có hình tròn. Tail. Số 12 là mảnh ghép cuối cùng. Hay quá. Wow, bạn thông minh thật đó. Các bạn chọn đúng hình dạng và số để ghép vào đồng hồ rồi. Làm tốt lắm. Chào các bạn, mình là Ken. Hôm nay chúng ta hãy chơi một trò chơi tìm điểm khác nhau. Mình thích trò chơi này. Bắt đầu chơi thôi. Bạn có thể giúp mình tìm ra điểm khác nhau không? Tìm thôi. Cả hai đều đang thổi kèn bằng miệng. Mình nghĩ mình đã phát hiện ra rồi. Còn bạn? Hết giờ. Đúng vậy. Hình bên phải bị thiếu chú chim nhỏ xinh màu hồng. Chúng ta chơi lại đi. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ điểm khác nhau nào không? Cùng đếm xem có bao nhiêu bướm. Hết giờ. Đúng vậy. Có 4 con bướm trong hình bên trái và 3 con trong hình bên phải. Tiếp theo,
Hãy xem hình này. Mình nè, xin chào. Bạn có thể tìm thấy điểm khác nhau không? Cái này khó hơn một chút, nó bị che lại rồi. Hết giờ rồi. Đúng vậy, trong bức tranh này bị thiếu bức tranh vẽ mình. Tiếp theo sẽ là mình với bạn của mình. Yay! Chúng mình đang tô màu. Bạn có thể tìm thấy điểm khác nhau nào giữa hai bức hình không? Tìm ra chưa? Gần hết giờ rồi. Hết giờ. Yeah, đúng rồi. Còn thiếu một cây bút chì màu. Đó là một ngày nắng đẹp và tất cả chúng mình đang ăn đá bào. Bạn có thể tìm thấy điểm khác nhau nào giữa hai bức hình không? Hết giờ. Đúng vậy, trong bức hình này, bạn khỉ không có đá bào. Bạn đã làm rất tốt khi phát hiện ra tất cả điểm khác nhau trong những bức hình đó. Làm tốt lắm, trò này vui thật, các bạn thật tuyệt. Yay! Chào, mình là Ken và mình đang ở một trang trại. Nhìn xung quanh đi, thật là một ngày đáng yêu. Hãy nhìn tất cả con vật nuôi nè. Chúng đang rất vui và thật vui khi gặp được chúng. Nhưng chờ một chút, có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Chuyện gì vậy? Có một con gà, một con dê, một con bò, một con ngựa và một con vịt. Nhưng chờ đã, tất cả các con của chúng dường như không đúng. Chúng bị sai cặp rồi. Bạn giúp mình tìm đúng con mẹ cho con nha. Bắt đầu thôi. Đây là những con thú con. Con nào là con của con gà? Ngựa con hả? Không, không phải ngựa con. Vịt con? Không, con của gà không phải vịt con. Không. Dê con hả? Không, nó quá lớn để làm con của gà. Mình không nghĩ vậy. Con bò con? Ồ không, chắc chắn không phải con bò con rồi. Vậy nó chắc chắn là gà con rồi. Yay, con của gà là gà con. Cục ta cục tác, chip chip. Thật đáng yêu. Con của một con ngựa được gọi là gì? Dê con? Không, ngựa không có sừng như vậy. Gà con thì sao? Không, chúng ta vừa nói nó là con của gà mà. Có thể là con gì đây? Ngựa con? Đúng vậy. Con của con ngựa được gọi là ngựa con. Con của con bò được gọi là gì? Ngựa con? Không, chúng ta vừa chọn lúc nãy không phải ngựa con. Có thể là dê con. Chúng đều có sừng, nhưng chúng khác màu. Không. Vậy thì vịt con? Không. Vậy còn bò con thì sao? Yay, đúng rồi. Con của bò được gọi là bò con. Con của con dê gọi là gì? Bò con hả? Không. Vậy thì dê con. Đúng rồi. Con của con dê gọi là dê con. Nó thật dễ thương. Giống như bạn vậy. Mẹ. Con của vịt được gọi là gì? Bò con hả? Ồ không, chắc chắn không phải bò con rồi. Nó lớn quá. Vậy thì gà con. Không, chúng ta chọn con này rồi. Nó là con của gà, nhưng nó là giống chim. Vậy con nào đây? Vịt con. Yay, đúng rồi. Con của vịt gọi là vịt con. Quát quát. Wow, làm tốt lắm các bạn. Các bạn đã ghép đúng các con vật nhỏ với mẹ của chúng. Làm tốt lắm.
học ở trang trại thật thú vị. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Ken chú voi con. Và hôm nay mình sẽ xây một ngôi nhà. Phấn khích quá đi. Bạn giúp mình chứ. Tuyệt. Wow, bắt đầu thôi. Phần khung của ngôi nhà nè. Chúng ta đặt các phần của ngôi nhà vào đúng chỗ là được. Đặt cái gì ở đâu đây? Đặt nền móng cho ngôi nhà trước đi. Wow, cái này dễ thật. Tiếp theo là xây bức tường. Sơn nó nữa. Mình thích màu vàng. Nhìn đẹp quá. Bây giờ hãy ghép nóc nhà. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Căn nhà đẹp tuyệt. Bây giờ chúng ta dùng cái gì để vào nhà? Cái cửa. Yeah. Sơn cái cửa nữa. Bây giờ thêm vài cái cửa sổ để nhìn ra ngoài và để ánh nắng chiếu vào nhà. Tiếp theo chúng ta cần vài bậc thang. Hoàn hảo. Và bây giờ là ống khói. Woohoo! Đúng là một ngôi nhà xinh xắn. Còn thiếu gì? Một mảnh vườn nhỏ. Vài cái cây. Vài hàng cây. Dễ thương quá. Mình biết rồi. Thêm một cái cây nữa. Wow, nhà mình đẹp quá đi. Được rồi các bạn, mình vào nhà đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn khỏe chứ? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi thú vị. Mình có một cuốn sách lớn về các trò chơi để học. Nó thật tuyệt vời. Bạn sẽ chơi với mình. Chúng ta sẽ chơi nối đồ ăn với hình dạng. Yay! Trò này sẽ thật sự thú vị đây. Bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Nhìn nè, chúng ta có ba hình dạng. Đây là một lát bánh mì. Nó là một hình tam giác phải không? Không phải hình tam giác. Nó là một hình vuông. Tốt lắm. Bây giờ bạn có thể nối hình quả dưa hấu được không? Hình triangle đúng không? Không, không phải. Đó là một hình tròn. Phải, làm tốt lắm. Vậy còn lát phô mai này? Đó là hình tam giác. Tuyệt vời. Bạn nối ba món đồ ăn này với đúng hình dạng rồi. Còn cái bánh quy này thì sao? Có phải là một hình tròn không? Không, nó không phải. Nó có phải là một hình tam giác không? Nó phải là một hình vuông rồi. Đúng vậy, nối hay lắm. Vậy còn cái bánh vòng này? Nó là một hình tròn chính xác. Và hãy nhìn vào hình triangle này đi. Bánh nacho, khớp hoàn hảo. Giỏi lắm, làm rất tốt. Nhiều đồ ăn hơn nè. Được rồi, một lát cam. Nó là... một hình tròn. Làm tốt lắm. Vậy còn miếng bánh pizza thì sao? Nó có phải là hình vuông không? Không phải. Nó là một hình tam giác. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Còn món bánh nướng ngon tuyệt này thì sao? Đó là một hình vuông. Bạn lại nói đúng hình nữa rồi. Bạn đang chơi trò này giỏi lắm đó. Vậy còn cái bánh quế thì sao? Hình vuông phải không? Đúng vậy. Ngay lần đầu tiên, giỏi lắm. Vậy còn cái này, nó có phải là một hình tròn không? Không, đó là một hình tam giác. Nói hay lắm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Chúng ta có một viên bánh quy sô-cô-la. Tất nhiên nó có hình tròn. Tốt lắm, bạn đã nói đúng tất cả hình dạng. Thật là vui phải không? Bạn đã học cách nối các hình dạng và đồ ăn. Cái bánh mì kẹp ngon lành này hình vuông. Và bây giờ nó là hình tam giác. Mình sẽ đợi nó nguội. Nhưng trước hết, tạm biệt. Chào, mình là Ken. Ken chú voi con. Chào mừng đến với thế giới học tập vui nhộn của mình. Yay! Hôm nay chúng ta sẽ học cách nối những khuôn mặt với những con thú. Bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Yay! Bạn có thể nối các khuôn mặt không?
bắt đầu với hình này đi. Không, còn hình này thì sao? Sai rồi. Còn hình này thì sao? Yay, một con bò. Không, sai rồi. Đúng rồi, một con ngựa. Bạn đang làm tốt lắm, phải. Và một con sư tử. Hay quá. Và cuối cùng là con tê giác. Chơi lại lần nữa. Được rồi, hãy tìm các khuôn mặt phù hợp với từng con vật đi. Hãy bắt đầu với mặt con cọp này. Có khớp không? Không. Vậy còn con voi? Yay, hay lắm. Ồ không. Còn cái này? Không, không đúng rồi. Còn mặt con cọp thì sao? Yeah, xuất sắc. Con gà mái? Không phải chỗ này. Đó là một con mèo. Và chúng ta lại có một con gà mái. Tuyệt vời. Nữa đi, nữa đi. Được rồi, hãy xem lần này chúng ta có thể làm nhanh hơn được không. Yay, ngay lần đầu tiên. Tốt lắm. Không, thử lại xem. Đúng, chính xác. Mặt ếch đi với. Ồ không, không đúng rồi. Yeah, nó là con heo. Tốt lắm. Và cuối cùng chúng ta có con ếch. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn nói rất chính xác. Mình hy vọng bạn đã vui với trò chơi của mình. Hẹn gặp lần sau. La 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 la. Chào, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn có muốn chơi một vài trò chơi học tập với mình không? Yay, cùng tìm hiểu xem động vật sống ở những nơi nào nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có nước, mặt đất và những loại động vật khác nhau này. Chúng sống ở đâu đây? Thử con đầu tiên nhé. Đây là con gì? Đúng rồi, đó là con cọp. Bây giờ thì cọp sống ở đâu? Dưới nước à? Hay trên mặt đất? Đúng rồi, cọp sống ở trong rừng nhiệt đới và trên đồng cỏ. Tiếp theo là gì? Ồ, trò này vui thật đó. Bây giờ con này sống ở đâu? Ồ, mình biết con này, nó là con sứa. Bây giờ thì con sứa sống ở đâu? Trên mặt đất hả? Không, sứa sống dưới nước. Đúng vậy, dĩ nhiên rồi, vì sứa bơi dưới biển. Còn con này thì sao? Một con tê giác. Bây giờ thì tê giác sống ở đâu? Phải, trên mặt đất. Dĩ nhiên là tê giác sống trên mặt đất, ở trong rừng nhiệt đới và trên đồng cỏ. Tiếp theo là gì? Mình muốn biết thêm nhiều con nữa. Ồ, một con rùa. Bây giờ thì rùa sống ở đâu? Câu hỏi khó đây. Cả trên mặt đất lẫn dưới nước. Đúng vậy, rùa có thể bơi dưới nước, nhưng chúng cũng có thể sống trên bờ. Ồ, mình biết con này. Đây là người nhà của mình, một con voi. Đúng vậy. Vậy chúng mình sống ở đâu? Trên mặt đất, đúng rồi. Chính xác. Cùng đi chơi với em họ của mình nha. La 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 la. Ồ, chuối. Em ăn chuối không? Được rồi. Bây giờ thì cá mập sống ở đâu? Cá mập có sống trên cánh đồng không? Không, dĩ nhiên là không. Cá mập sống dưới biển. Đúng vậy. Cá mập con đu 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 đu. Tiếp theo là gì? Ồ, mình phấn khích quá. Trò này vui ghê. Bây giờ một con sư tử. Sư tử sống ở đâu? Trên mặt đất. Đúng vậy. Bạn càng lúc càng giỏi trò chơi này đó. Bạn giỏi quá. Bây giờ thì con này sống ở đâu? Nó là một con cá hề. Cá hề sống ở trên mặt đất đúng không? Không, cá hề sống dưới nước. Phải, đúng vậy. Wow, nhìn nó bơi kìa. Để xem thêm các video học tập, hãy đăng ký kênh Ken. Hẹn gặp lại và tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn khỏe không? Bạn có muốn chơi một trò chơi nhỏ với mình không? Nó tên là tìm hình lạ. Chúng ta bắt đầu thôi.
Được rồi, hãy tìm ra hình nào khác biệt. Có phải hình này không? Ồ, không. Còn hình này thì sao? Không. Hết giờ. Bạn tìm thấy không? Là cái này. Yeah! Để xem tại sao nhé. Chúng ta có quả chuối, táo và cam. Những hình này đều là trái cây. Và hình khác biệt là củ dền. Và củ dền là một loại rau củ. Cùng tìm tiếp thôi. Hãy tìm ra hình nào khác biệt. Chúng ta có một con bò. Đó không phải là hình khác biệt. Vậy còn hình này? Không. Hết giờ. Bạn có thấy không? Là hình này. Con sư tử. Con dê. Con bò. Và con ngựa. Đều là động vật trong trang trại. Nhưng con vật khác biệt này không được nuôi trong trang trại. Nó là sư tử. Và sư tử là động vật hoang dã. Được rồi, hãy tìm hình khác biệt một lần nữa. Cái này hả? Không. Vậy còn hình này? Không, lần này không phải. Hết giờ. Bạn có thấy không? Đúng vậy. Củ dền, bí ngòi và cà tím đều là rau củ. Còn hình khác biệt này là một quả táo. Nó là trái cây. Ồ, phương tiện giao thông. Hãy tìm ra hình khác biệt. Được rồi, cái này thì sao? Không, nó không khác biệt. Có thể là chiếc xe này. Không phải. Xem nè. Hết giờ. Bạn có thấy không? Đó là cái này. Một chiếc máy bay. Vậy tại sao nó khác biệt? Chà, chúng ta có xe hơi, xe tải, xe buýt. Và chúng đều là phương tiện đường bộ. Nhưng đoán xem, máy bay là phương tiện đường không? Yeah, đúng vậy. Bây giờ chúng ta có một vài hình động vật nữa. Để xem lần này chúng ta có thể tìm ra con nào khác biệt không? Được rồi, con này thì sao? Không, không phải cá heo. Hay đó là con cua? Không. Và hết giờ rồi. Là hình nào đây? Là hình này. Dĩ nhiên rồi, tại sao nó lại khác biệt? Chà, cá heo, cua và bạch tuộc đều là động vật dưới biển. Đúng vậy, chúng sống dưới biển. Con voi là động vật hoang dã và nó sống trên mặt đất. Tốt lắm, bạn đã chỉ ra hết tất cả các hình khác biệt rồi. Làm tốt lắm. Đón xem Ken chú voi con và hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken chú voi con. Các bạn khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ làm pizza. Ngon ngon. Món yêu thích của mình. Cùng làm topping nha. Yay, mình thích làm bánh quá. Đây là đế pizza với sốt cà chua và phô mai phủ lên trên. Sẵn sàng thêm topping. Và đây là một vài chữ cái và một vài chữ cái khác trên đế pizza để chúng ta nối lại. Bạn chữ cái. Bây giờ chúng ta sẽ thêm topping lên trên bánh pizza bằng cách dùng các chữ cái trong bảng chữ cái. Yay, bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Chữ cái đầu tiên là A. Topping nào có chữ A? Đó là cái này. Yay! Pepperoni. Pepperoni là chữ A. Nên hãy đặt nó trên tất cả các chữ A. Làm tốt lắm, tuyệt vời. Mình thích ăn pepperoni. Tiếp theo là gì? Chữ B. Vậy món nào là chữ B? Cũng là món mình thích. Ô liu. Ô liu đen. Đặt ở đâu đây?
trên tất cả các chữ bi. Yay, tuyệt vời. Tiếp theo là chữ C. Bạn có thể thấy chữ C là topping gì không? Nó là nấm, mushroom. Yay, thêm một ít rau củ. Chúng ta yêu rau củ mà. Đặt lên chữ C nào. Oh yeah, mushroom, mushroom. Đủ mushroom trên bánh pizza này rồi. Tiếp theo là chữ D. Tốt lắm. Chữ D là một miếng cà chua. Tomato. Bây giờ đặt ở đâu? Trên các chữ D. Yay, tốt lắm. Tomato, cà chua đây. Tomato, cà chua đây. Bây giờ chúng ta có chữ E. Và nó là một broccoli. Bông cải xanh. Yay, thêm rau củ. Hãy đặt chúng lên trên bánh. Ta-da. Chiếc pizza này trông ngon quá. Cuối cùng chúng ta có chữ F. Bây giờ nó là món gì? Đó là phô mai, cheese. Và nó được đặt ở giữa cái bánh. Yay, nếu bạn vui thì hãy thêm phô mai. Yum yum yum. Mình muốn ăn lắm rồi. Phải, mình cá là bạn cũng muốn. Cảm ơn vì đã giúp mình đặt topping lên trên bánh pizza. Nó rất vui. Yay. Lúc khác chúng ta chơi tiếp nhé. Và đăng ký kênh của mình để xem thêm video. Tạm biệt. La 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 la. Chào các bạn, mình là Ken, chú voi con. Các bạn khỏe chứ? Hôm nay chúng ta sẽ nối hình với con vật. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy, đây là một số hình dạng động vật. Một số hình ở gần và một số hình ở xa hơn. Được rồi, chơi thôi. Bắt đầu thôi. Bạn có biết đây là con vật gì không? Nó không khớp với hình đó. Không, không phải ở đó. Vậy chỗ này. Yay, làm tốt lắm. Đó là một con sư tử. Roar. Bây giờ là con vật gì? Hình nào phù hợp với nó? Ở đây. Không, nó có một cái đuôi. Không phải ở đó. Lớn quá. Đây rồi. Thật tuyệt vời. Nó là một con cáo. Làm lại nha. Bây giờ con vật nào đây? Nó có cánh nên không phải hình này. Nó ở trên cây. Thật hoàn hảo. Nó là một con chim. Chíp chíp. Bạn đã sẵn sàng cho lượt chơi khác chưa? Hãy thử tìm hình con vật này. Không, không phải chỗ đó. Phải. Rất tốt. Đây là một con cọp. Cái hình này hơi giống mình. Bạn có đoán được nó là con gì không? Nó có vừa chỗ này không? Không, ở đây. Không phải. Ở đây thì sao? Đúng rồi, xuất sắc. Nó là một con voi, giống như mình. Một lần nữa. Bây giờ cái này có vẻ khó. Bạn nghĩ sao? Ở đây. Xem nè. Không. Phải. Vừa khớp luôn. Nó là một con khỉ đột. Chỉ còn một hình. Bạn có thể nối nó và đoán nó là con gì không? Phải, đúng rồi, tốt lắm. Đó là con tê giác. Làm tốt lắm, các bạn. Các bạn chơi hay quá. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Chào mọi người, mình là Ken. Ken, chú voi con. Mình vừa đi chợ về. Mình đi mua ít rau củ và trái cây. Đi chợ vui lắm. Nhưng có một vấn đề nhỏ xíu là trái cây và rau củ của mình bị lẫn với nhau và mình cần phải phân loại chúng và mình cần bạn giúp. Bạn sẽ giúp chứ? Yay, cảm ơn bạn nhiều. Bắt đầu thôi. Cái này tròn và màu đỏ. Là apple, trái táo. Chắc chắn là trái cây rồi. Củ cà rốt. Cái này là rau củ. Tiếp tục thôi. Một quả cam, orange. Nó là trái cây, chắc chắn là trái cây. Giỏi lắm. Cà tím, eggplant. Cái này là rau củ. Tuyệt vời.
Đó là bông cải xanh broccoli. Chắc chắn là rau củ rồi. Đúng vậy các bạn. Hay quá, cảm ơn. Một quả dâu tây strawberry. À, mình thích nó. Trái cây, đúng vậy. Cảm ơn các bạn. Rau dền spinach. Các bạn nghĩ sao? Nó là rau củ, một loại rau nhiều lá xanh. Súp lơ trắng, cauliflower. Nó cũng là rau củ. Tiếp theo là một chùm nho, grapes. Nó là trái cây, chắc chắn luôn. Một quả chuối, banana. Cũng là trái cây, hay lắm. Quả zucchini. Một loại bí xanh, chắc chắn nó là rau củ rồi. Một quả dưa hấu, watermelon. Nó chính là trái cây. Wow, bạn phân loại được hết trái cây và rau củ rồi. Trong vỏ trái cây, mình có một trái táo, một trái chuối, dưa hấu, dâu tây, chùm nho và một quả cam. Còn trong vỏ rau củ mình có bông cải xanh, cà rốt, súp lơ trắng, rau dền, cà tím, bí xanh. Mình đã sẵn sàng làm món trái cây trộn ngon lành rồi. Và thêm món rau củ trộn nữa chứ. Mình đi đây. Tạm biệt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú với con. Yay!